thủ môn Đặng Văn Lâm đã đạt được thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Cerezo Osaka của Nhật Bản kể từ mùa giải 2021. Hợp đồng của Văn Lâm với Muangthong United còn thời hạn đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, câu lạc bộ Cerezo Osaka đã chấp nhận bỏ ra số tiền để giải phóng hợp đồng để có sự phục vụ của thủ môn 27 tuổi. Chi tiết của bản hợp đồng giữa Văn Lâm cùng câu lạc bộ Cerezo Osaka chưa được tiết lộ, thế nhưng phía Muangthong United khẳng định sẵn sàng để thủ môn của đội tuyển Việt Nam ra đi nếu nhận được mức giá hợp lý. Hiện tại, phía Cerezo Osaka và Muangthong United đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng của thương vụ chuyển nhượng này. Thủ thành của đội tuyển Việt Nam cũng chờ chuyến bay để sang Nhật Bản hoàn tất thủ tục và ra mắt đội bóng mới. Với Văn Lâm, G-League chính là mục tiêu phấn đấu trong sự nghiệp với bước chuyển từ V-League qua Thái League và giờ là G-League. Ở mùa giải 2020, Cerezo Osaka đứng thứ tư trên bảng xếp hạng G-League 1 và có suất dự phòng playoff AFC Champions League 2021. Trong quá khứ, cựu danh thủ Diego Forlan từng thi đấu cho đội bóng này trong hai mùa giải 2014 và 2015. Trong đội hình của đội bóng này ở mùa giải 2020, có các thủ môn Takeda Hiroyuki, Tano Kenta Nhật Bản, Kim Ji-hoon Hàn Quốc. Thủ môn Đặng Văn Lâm trở thành cầu thủ thứ tư của bóng đá Việt Nam thi đấu ở Nhật Bản và trở thành cầu thủ đầu tiên thi đấu ở G-League 1. Trước Văn Lâm, Công Vinh sang Consadole Sapporo, Tuấn Anh sang Yokohama FC và Công Phượng gia nhập Mito Hollyhook. Tuy nhiên, cả ba đều thi đấu ở G-League 2 và chưa để lại được nhiều dấu ấn. Ở một môi trường có tính chuyên nghiệp và yêu cầu cao như G-League 1 là thử thách không hề nhỏ đối với bất cứ cầu thủ Việt Nam nào chứ không riêng gì Văn Lâm. Nhưng với màn trình diễn ấn tượng ở Muangthong United tại mùa giải 2020-2021, cùng với cá tính thích chinh phục những khó khăn, thủ thành số 1 của Việt Nam tự tin sẽ tỏa sáng trong màu áo mới câu lạc bộ Cerezo Osaka.